Hello Giang Hương, mời chào chị Vi Khánh Ngọc nè. Nay mày vắng, vắng một hôm. Mời chào Đăng Trần, mời chào bà Tám nè, mời chào chị, mời chào Trần Thị Bình nha. Tiếp tục like nha mọi người ơi. Hôm nay mọi người chị em nào mà muốn dồn đơn á thì mình dồn tiếp cho mọi người. Tại vì hôm qua may may không có like được rồi. Mọi người không có dồn được đơn á, hôm nay mọi người cố gắng dồn đơn nha. Chạy con nào muốn bỉnh nè. Tại giờ cái đồng hồ của nhà Mai á nó có cái sợi dây thun. Nên là không có khi nào mà lên đúng giờ đúng hẹn hết trơn á, lúc nào cũng bị muộn một xíu hết trơn á. À, mày chào Trúc Linh Lâm nè. Lúc nào cũng muộn hết mọi người. Riết là giống như thành một thói quen luôn. Nó chưa có kênh là sao? Hẹn 8 giờ mà tới 8 giờ 43 phút mới lên nè. Tại vì mọi người biết làm sao không? Tại vì Mai đang bán bên thêm cái đồ lót nữa. Không có người thiếu thiếu người check in á. Rồi Mai buộc Mai phải ngồi check in tới 8 giờ 30 luôn á. Xong 8 giờ 20 chứ, 8 giờ 20 là còn 10 phút để mà sửa soạn để mà lên live á mọi người. Rồi Mai nhờ một bạn check hộ. Tại vì bạn đó ban ngày cũng đã làm bên shop Mai rồi. Mà giờ chết nữa thì tội nghiệp quá, phải để cho bạn có thời gian nghỉ ngơi còn dọn dẹp nhà cửa nữa. Rồi mai lên live luôn nha mọi người ơi, nay nóng quá nè, mai mặc bộ này luôn cho nó mát mẻ nè. Mai chào chị Liên Vũ nè, mai chào Minh Huỳnh nè, mai chào Hằng Huỳnh, chào Đồng Nhi. Rồi mai lên luôn nha, lên hàng luôn nè, đây cho mọi người 15k đồng like nha. Hèn chi nãy giờ mới thấy cái gì lạ lạ thì ra là may mà cái độ sáng nó không có đủ sáng, không có đủ sáng nên là mai thấy sao mà lạ lạ. Trời ơi cái bộ xinh dễ sợ xinh luôn mọi người. 15k đầu like cho mọi người, mọi người chia sẻ tương tác bài giúp mai nha mọi người, chia sẻ tương tác bài giùm mai. Cái này là size M, eo 72 đổ về ha, size M eo 72 đổ về mình mặc vừa. Mọi người đặt hàng thì lên số điện mọi người đặt hàng á thì khách cũ á, thì mọi người cho số điện thoại xin lỗi, khách cũ thì mọi người chỉ cần comment mã giùm Mai, mã kèm giá giùm Mai, còn khách mới á, thì mọi người cho Mai xin thêm cái số điện thoại địa chỉ nha mọi người. 15k đầu like ưu tiên chốt đơn cho chị em nào có lượt chia sẻ nha. Mà ưu tiên chốt đơn cho chị em nào có lượt chia sẻ nè. Rồi, comment giùm Mai nha. 15k đầu like nè. 15k đầu like giúp Mai nha. Mọi người đặt hàng thì mọi người comment giùm Mai 15k đầu like. Set 115k. Đúng rồi, set này hôm bữa Mai bán 115k đó mọi người. Rồi, 15k đầu like giúp Mai nha mọi người ơi. 15k đầu like. Mai chốt cho chị nào đây, chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất thì Mai sẽ ưu tiên chốt đơn nha. Rồi 15k đầu like cho bí mật trái tim nha. Bí mật trái tim có lượt chia sẻ nhiều nè. Rồi Mai tiếp tục vẫn còn nữa nha mọi người ơi. Trời ơi, lúc nào đầu like cũng vừa rẻ vừa đẹp cho mọi người. Lúc nào đầu like cũng vừa rẻ vừa đẹp. Mai ưu tiên cho chị em là có được chia sẻ nhiều nha mọi người. Rồi 25k nha mọi người, 25k giúp Mai nè. Cái set này, cái set màu kem nha mọi người. Set màu kem, trời ơi, bảo đảm mát rượi luôn. Bảo đảm mát rượi luôn nha mọi người. Rồi 25k đầu like giùm Mai. Bao mềm bao mát cho mọi người ha.
cái mùa này thì mặc mấy cái chất này thì thôi rất là dễ chịu luôn. Rồi 25k đầu lai giùm anh. Trời ơi nó thiêu nè, cầu kỳ dễ sợ chưa. Rồi 25k đầu lai size M nha mọi người, đa số hàng bên Mai là size M ha. 25k đầu lai giúp Mai, mọi người chia sẻ tương tác bài giúp Mai nha mọi người, chia sẻ tương tác bài giùm Mai, chị em nào có lượt chia sẻ thì Mai sẽ ưu tiên chốt đơn. Rồi 25k cho chị ạ, chị Hoàng Hình nha. 25k đầu lai cho chị Hoàng Hình nè. À lễ, ngày lễ chắc là bên Mai sẽ nghỉ ngày ngày 1 tháng 5 á mọi người. Ngày quốc tế lao động nên là ngày đó xin nghỉ ngày. Nói chung tại vì ngày đó Mai về quê á mọi người, sợ lên không kịp chứ không gì hết á. Rồi, 35k đầu lai luôn nha mọi người. 35k đầu lai cho mọi người luôn nè. Set, nguyên set rất là dễ thương. Rồi, set xanh 35k đầu lai giùm Mai. Xanh 35k đầu lai. Giá set này bữa là Mai bán 60.000 một set đó mọi người. Rồi, 35k đầu lai giúp Mai. Set mặt nhà, set mặt nhà, set mặt ngủ 35k. Ô, 35k cho bí mật trái tim luôn. À Phan Ngân lấy Babydoll xanh 65k rồi, ok Phan Ngân. Babydoll xanh này vẫn còn. Rồi, thêm cái set này nữa mọi người ơi, trời cái set này. Cái vải của nó mắc rủi luôn á mọi người. Rồi, set hoa nhí giùm Mai 45k. Hoa nhí 45k giúp Mai. Cái set này mặc cưng lắm đấy mọi người. Hoa nhí giùm Mai 45k. 52 cân độ về mình mặc vừa, độ co giãn của nó rất là tốt ha. Hoa nhí 45k giúp Mai. Hoa nhí 45k giùm Mai. Rồi, hoa nhí cho Lê Ái Thanh Hạng. Cái này mặc mát lắm, vải. Cái này là hàng Quảng Châu á mọi người. Vải nó đã lắm luôn. Rồi, một cái set xanh nữa nè mọi người. Set xanh giùm Mai. Xanh 35k. Set xanh 35k giùm Mai. Set xanh 35k, 50 cân. 50 cân đổ về vừa nha mọi người. Xanh này 50 cân đổ về vừa. Cái set xanh này á thì mình mặc ở nhà bao mát. Rồi set xanh cho bí mật trái tim này. Rồi cái set này nha mọi người ơi. Set ngố giúp Mai. Set ngố giùm Mai nha. Đó. Set ngố giùm Mai 65k. Set ngố 65k giùm Mai. 52 cân đổ về mình mặc vừa nha. Vải của nó cực kỳ chất luôn mọi người. Ngố 65k. Ngố 65k giúp Mai. Rồi, ngố hoa giùm Mai. Ngố hoa giùm Mai. Ngố hoa 75k mọi người. Cái ngố hoa này đẹp lắm nha mọi người. Sale cho mọi người 75k luôn. À, set may mặc. Set may mặc có bán nha chị Hoàng Mỹ. Set may mặc sale cho mọi người 65k luôn. Set may mặc 65k nha. Cái này à, 50 cân đổ về ha, 50 cân đổ về. Rồi, ngố hoa giùm Mai nha mọi người ơi, 75k. Ngố hoa 75k, cái ngố hoa này mặc mát, mặc xinh lắm luôn á. Cái này là cùng một bộ với nhau. Rồi, ngố hoa 75k. Set của Mai mặc là 65k nha mọi người. 50 cân đổ về, mặc mát. Rồi hôm nay
ở Sài Gòn rất là nóng luôn mọi người. Mày cố tình lấy cái set này mặc cho nó mát luôn. Rồi set xanh này nha mọi người. Set xanh này 105k giùm Mai. Hàng này là hàng nghiêm luôn. 105 là bán chỉ bằng giá sỉ. Rồi set xanh giùm Mai. Phía sau nó như thế này nha mọi người. Cái này cột ngơ, mọi người cột ngơ cao lên, cái này Mai cột bị sệ xuống à. Mọi người cột cao lên, cái này Mai cột Mai cứ nhắm lại, Mai cột nó sệ xuống mất rồi. Rồi set xanh này giúp Mai 105k. Set xanh 105k giúp Mai. Size M eo 72 đổ về vừa. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ tương tác và giúp Mai với nha mọi người. Xanh giúp Mai 105k. Hàng bao đẹp, hàng bên Mai là Mai bao mọi người đồng kiểm với lại shipper nha. Mọi người được đồng kiểm với lại shipper nha mọi người. Cứ mọi người thấy có vấn đề gì thì mọi người nhờ shipper gọi lại cho shop ha, để mà hỗ trợ cho mọi người. Trời ơi, mấy cái xếp này xinh lắm nè. Xếp này có chụp cái kia nữa. Rồi set này 105k cho mọi người luôn nè. Cái set này à, thay vì 105k hôm nay Mai sale cho mọi người bao nhiêu? À thay vì 115k hôm nay Mai sale cho mọi người 105k. 105k giùm Mai. Cái này thì có cái dây thắt lưng luôn nha mọi người. Đó, có dây thắt lưng luôn nè. Rồi set 105k giùm Mai. Size M đổ về là mình vừa nhé. Size M đổ về là mình mặc vừa. Rồi, siêu 105k. Có bộ mặc nhà ống rộng hả? Mai không có bộ mặc nhà ống rộng. Có, nhưng mà để xíu Mai lên thử coi mấy cái bộ đó có phải mình cái nhu cầu của mình cần không ha. Rồi set giùm Mai nha mọi người ơi. Set riêu 105k giúp Mai. Riêu 105k giùm Mai nè. Đó. Cái này á thì size M đổ về mình mặc vừa nha mọi người. Eo là eo 72. Eo 72 đổ về. Cái này thì nó có đai lưng luôn, có đai lưng luôn, rất là đẹp. Riêu 105k giùm Mai. Rồi Mai lên đầm nha mọi người. Mai lên đầm. Đầm sale 85k đổ về. À cảm ơn Thi Võ rất là nhiều. Rồi riêu cho chị Trần Lan. Riêu 105k cho chị Trần Lan nè. Rồi Mai lên đó, Mai lên đầm tiếp nha mọi người. Đầm lìa cho mọi người. Mai vẫn còn xét nữa. Chị em nào mà muốn có mấy bộ mặc nhẹ. Rồi mọi người chào Mai xíu, Mai sẽ lên đầm cho mọi người đây. À, Mai có màu riêu, màu nó nhiều màu lắm không Hương ơi.
Cái mẫu này Mai có nhiều màu lắm. Nó có màu hồng, hồng đất nè. Nó có cái cả sọc luôn. Và xanh xanh đá nữa nè. Đó, có nhiều màu. Giá 105k nha mọi người. Cái màu trắng chuột hickey này cũng dễ thương lắm nè. Cảm ơn chị Lan Trần rất là nhiều. Rồi. Đó, cái màu trắng đó nè. Nó có thắt lưng, rất là dễ thương luôn mọi người. 105k giùm Mai nha. Đó, có thắt lưng nữa. Cái này là set trắng nè. À, cái bộ may mặc có một bộ này duy nhất, giá của nó là 65k nha chị Yến Long. 50 cân đổ về mình mặc vừa, có một bộ duy nhất luôn. Nhìn cũng dễ cưng lắm nè mọi người. Cái này là cái đai của nó, là cái đai, đai của nó là đai khóa kéo ha. À, hôm nay Mai không có về áo kiểu kia hoàn hình đây, Mai chỉ có áo phông thôi. Mai có áo phông thôi, không có áo kiểu. Áo kiểu thì có một hai kiểu vậy thôi. À, set trắng là eo 72 đổ về đó Đoàn Nhi. À, chị uống set hồng lên hả? Mấy cái này đẹp không à? Cái kiểu nó rất là dễ thương luôn. Đây, set hồng đây. Có set có tay luôn. Rồi set hồng nè. Đó. 105k nha mọi người. Set hồng 105k giùm Mai nè. Set này là set không có tay. Cũng có set có tay luôn nữa. Để Mai lên từ từ cho mọi người nha. Rồi set hồng giùm Mai 105k. Size M đổ về là mình mặc vừa nha mọi người. Size M đổ về vừa. Rồi set hồng cho chị Phan Diệu. Rồi set trắng giùm Mai. Cái này thì nó có bo chung phía sau nha mọi người. Nó có bo chung cho mình luôn. Có túi luôn. Rồi set trắng. Set trắng Mickey. Set trắng Mickey dễ thương lắm. Set trắng này thì vải nó không có được dày như cái set hồng lúc nãy nha. Cái nào Mai bán sao Mai nói vậy. Mọi người thích thì mọi người chọn ha. Đó, set hồng giùm Mai 105k. Có nhiều màu lắm mọi người. Set hồng cho chị Phan Diệu nè. Để Mai lên mấy cái màu, mấy màu khác cho mọi người xem luôn. Cái này nó có nhiều màu lắm nè. Rồi set trắng. Set trắng 105k. Không tới giờ hả? Rồi Mai sẽ lên từng màu cho mọi người xem luôn ha. Mai sẽ lên từng màu cho mọi người xem. Rồi có sọc luôn nè mọi người. Cảm ơn chị Nguyễn thích rất là nhiều nè. Rồi sọc nữa nè mọi người. Mình thích cái nào thì mình lấy cái đó giùm Mai ha. 105k. Sọc 105k. Cái dây của nó đâu ta? Đây cái dây nè. Cái nào nó cũng có dây hết. Rồi sọc giùm Mai 105k. Đó. Có cái dây thắt lưng cho mình hết. Thắt vô là nó xinh liền. Rồi sọc giùm Mai 105k. Đó mọi người nhìn thấy cưng dễ sợ không? Sọc 105k.
Rồi còn màu nữa, để Mai cứ lên cho mọi người, cho mọi người cứ thấy, mình thấy là à set này phù hợp với màu nào thì mình lấy ha. Con cái Mai ướm từng màu như vậy thì nó hơi mất thời gian. Rồi xanh giùm Mai 105k. Này xanh đen. Xanh đen nè mọi người. Xanh đen giùm Mai 105k. Đó, nó có dây thắt lưng luôn. Xanh đen 105k. Eo 72 đổ về vừa nha mọi người. 52 cân đổ về vừa ha. Cái này 52 cân đổ về vừa nè. Rồi xanh đen giùm Mai 105k. Mình thích màu nào thì lấy màu đỏ nè. Rồi còn màu nu màu hồng nữa nè mọi người ơi. Nu màu hồng. Cái này là Mai còn một cái hồng hồng đất nữa nè. Trắng còn một cái nữa nè. Sọc cũng còn một cái nè. Em xem lại set trắng với hả? Rồi ok. Cái một cái set nu nữa nè. Phương Phương là mê set trắng. Mai chào Phan Ngân nè. Set trắng cho Trương Mai 105k nè. Đây set trắng rất là dễ thương luôn. À bên bên shop nếu mà mình bảo là giữ đơn thì bên Mai vẫn còn giữ đơn cho mình đó Phương Thật. Rồi set trắng 105k nha mọi người. Set trắng 105k nè. Đó. Rồi set trắng cho chị Trương Mai nè. À set trắng mà có sọc. Rồi set sọc này ha chị Trương Mai. Dạ Mai không có váy bò. Rồi set trắng này nha. Rồi set trắng màu nu luôn. Chị Trương Mai lấy màu nu luôn. Chị Sen Hương ơi comment kèm giá giúp Mai nha. Comment kèm giá giùm Mai luôn. Tại vì mọi người nhớ là comment có giá. Mỗi cái phiếu, mỗi cái gói hàng như thế này là đều có một cái phiếu cho mình. Nên là ví dụ mà hàng mà mình đồng chuyển với lại shipper á, hàng hóa có vấn đề gì thì anh shipper anh sẽ biết là à trong cái đơn hàng này cái mã hàng đó giá bao nhiêu luôn ha, để mà có gì dễ giải quyết cho mọi người hơn. Rồi xếp trắng cho chị Xem Hương. Chị Thanh Hương lấy xếp nu hả? Xếp nu chắc bên em hết xếp nu rồi. Mai còn một cái set ra. Để Mai xem nó còn set luôn nào không. Mai còn set kêu. Mai còn một cái set màu riêu nè. Mai hết set nu rồi chị Thanh Hương ơi. Mai còn màu riêu nè. Set màu riêu nè. Đó. Bỉ Ngạn ơi, không có riêu, không có zoom. Xếp sọc cho chị Phan Ngân nè. Cái sọc này cưng lắm luôn. Rồi, Mai hết xếp sọc luôn rồi mọi người. Mai còn một cái xếp trắng nè. Xếp trắng, một xếp riêu. Rồi, hồng đất. Hồng đất này eo 74 vừa nha cô nàng Nguyễn Bỉnh. Tại vì nó có vừa khóa kéo mà vừa có dây thun luôn. Vừa có dây chung phía sau luôn. Nên là mình sẽ mặc vừa. À quên nữa. Hồng đất. Cô nàng Nguyễn Bỉnh mình có lấy không? Rồi có nha Phan Ngân ơi. Cô nàng Nguyễn Bỉnh có lấy cái hồng mà có lấy hồng đất không ha? Đúng rồi, bộ trắng dễ thương. Rồi, vậy là hồng đất cho cô nàng bướng bỉnh. Tại cái này là nó vừa có khóa kéo. Vừa có khóa kéo mà vừa có ấy luôn.
anh đẩy lại, tự nhiên đẩy cái xô cái sọt của người ta ra. Cho em đặt cái trắng một bộ rồi. Ok, thương danh comment giờ mai ha. Trắng 105k. Mọi người nhớ nhớ đặt hàng là cầm theo giá giờ mai, comment theo giá giờ mai. Ví dụ mà lỡ hàng có bị lỗi nè, hay là hàng có bị cái gì á, nói chung là có vấn đề gì thì anh shipper anh cũng biết là à cái đơn này, cái hàng này, mã hàng này giá bao nhiêu để mà báo về shop, shop sẽ hỗ trợ cho mọi người nha. Nên là mọi người cố gắng đặt hàng là mọi người cứ mã kèm giá giúp Mai ha, mã kèm giá giùm Mai nha. Tại vì mỗi cái đơn hàng là đều có một cái bill của mọi người comment lên á. Rồi, set trắng giùm Mai nè. Trắng nó dễ thương lắm luôn á. Set trắng giùm Mai 105k giúp Mai nha. Tội nghiệp Phương Phương quá hả. Rồi, còn cái set riêu nè. Ở set riêu Mai bỏ cái áo nó đâu rồi ta. Đây. Rồi xếp trắng cho chị Thị Bình nè. Còn một cái xếp màu riêu nè mọi người. Rồi cái xếp màu riêu nè. Đó, cái xếp nào nó cũng có dây thắt lưng hết nha mọi người. Xếp riêu giùm Mai 105k. Riêu này là riêu nhạt, nó giống giống như màu xanh đá vậy đó. Riêu giùm Mai. Xách riêu giùm Mai ha, 105k giúp Mai. Riêu 105. Rồi, Mai còn một cái set màu hồng nữa nè. À, còn một cái set màu xanh nữa mọi người, màu xanh đậm nữa. Đây một cái set màu hồng nữa nè. Vải nó dày. Thương danh. Ô, mình phải mọi người phải comment đúng đúng cú pháp Mai mới chốt được nha mọi người. Mọi người cố gắng comment đúng cú pháp giúp Mai ha. Xếp quần ống le không chị? À, cái quần ống le thì Mai chỉ có cái set mà dạng thun gân. Cái dạng thun gân, áo dạng như áo cổ yếm vậy đó. Mai chỉ có set loại đó thôi. Rồi xét hồng giùm Mai nha mọi người. Mọi người comment đúng cú pháp giùm Mai nha mọi người ơi. Mã kèm giá giúp Mai ha thì Mai mới chốt được nha mọi người. Rồi xét hồng giùm Mai nè. Riêu cho chị Sen Hương nè. Rồi xét hồng giùm Mai 105k. Tại vì cái xét này Mai về được có 10 bộ thôi. Rồi hồng giùm Mai nha mọi người ơi. Hồng giùm Mai 105k. Hồng cho bí mật trái tim nè. Tại vì cái mấy cái xếp này á, nó vừa có voi chung mà vừa có khóa kéo. Nên là mấy chị mà eo 74 mình cũng vẫn phôn trang mặc được nha. Ví dụ không có khóa kéo thì không có dám chốt là eo 74, nhưng mà có khóa kéo nên là mình sẽ mặc được eo 74 luôn. Nó có vừa có voi chung vừa có khóa kéo nên là nó dễ mặc lắm. Cái size của mình thành nó rộng ra, chị em nào nhỏ nhỏ mặc cũng được, mà to to xíu mặc cũng được. Rồi Mai còn một cái set cuối cùng luôn nha mọi người, còn một cái set cuối cùng luôn. Set này là set màu xanh, xanh đậm. Dạ chị Giang Hương, mai mốt Mai sẽ về thêm cái quần jean cho mọi người. Tại vì quần jean hiện giờ á Mai không có lấy được hàng sale. Tại vì trước á Mai nói thiệt với mọi người, trước mà Mai lấy cái hàng sale của cái quần jean á, thật ra nhìn rất là đẹp, nhưng mà cái đó là hàng, nói chung là hàng si thì đúng hơn. Nên là Mai có đặt thử, Mai thấy cái shop đó cũng hoành tráng lắm. Đó Mai cũng đặt thử về, thấy là thí dụ mà Mai nghĩ là nếu mà hàng ok á thì Mai sẽ mang về Mai bán cho mọi người. Mà khi Mai đặt thử về á thì hàng đó thật sự là không phải là hàng mới mà là hàng si. Mai vẫn còn mấy con ở mấy con quần sọt kìa, để hôm nào Mai đem lên Mai tặng cho mọi người đó. Đó là thật sự là trước khi lấy cái chỗ nào Mai đều test trước thử mà Mai dám lấy.
nên là bây giờ Mai chưa tìm ra được cái hàng sale của quần jean. Còn cái hàng nghiêm á, thì nó có nhưng mà giá nó thì cao, thì sợ mọi người khó mua nên là Mai không dám lấy là lấy tận xưởng đó mọi người. Hàng nghiêm là Mai lấy tận xưởng, còn hàng sale, cái nguồn hàng sale này thì nó rất là khó thôi. Rồi xanh giùm Mai nha mọi người ơi, 105k. Còn cái quần jean bên Mai á, thì còn size L với lại size XL. Quần suông nha mọi người, quần ống suông bên Mai là còn size L với lại size XL, nên là chị em nào mà mình muốn lấy quần jean ống suông á, thì mọi người kêu Mai đưa lên cho mọi người xem luôn nha. À, lên set có tay luôn hả? Để mà tao tìm cái set nào có tay. Nói chung là đợt rồi, đợt này mới về cũng cũng nhiều set mà. Nhưng không biết cái này là cái set này có tay hay không. Mày thấy cái màu xanh này dây á. Trời nóng nóng mà đây có tay luôn nè mọi người ơi. Trời nóng nóng mà mày thấy những cái màu xanh này mày thích lắm. Màu xanh bơ mọi người ơi. Nhìn cưng cực kỳ chưa? Đó, thay vì mày bán 115k nhưng mà mày vẫn sale cho mọi người. Vẫn sale cho mọi người 105k luôn nè. 105k giúp mày ha. Mày có màu màu đỏ rượu nè. Cái này màu tím nha. Đó, mày có màu tím nè. Cái set này vải nó dày dặn lắm luôn mọi người. Cái set này vải còn đẹp hơn cái set lúc nãy luôn á. Set lúc nãy vải gì chứ không bằng vải của cái set này. Rồi, màu tím nè, màu xanh bơ nè. Để mày lên hết màu cho mọi người ha. Để mọi người thấy cái màu nào ok thì mọi người lấy nha. Chị em nào nhanh tay thì có ha, tại vì cái này mỗi màu nó dữ lắm là được 2 con. Rồi, màu đỏ gạch giùm Mai nè. Màu đỏ gạch giùm Mai. 105k ha. Đỏ gạch. Rồi màu vàng nữa nè. Mọc lẻ 5k giùm Mai nha mọi người. Đó, vàng. Vàng nu á mọi người, cái này là vàng nu á. Rồi, màu ruốc. Màu ruốc. Rồi, màu đỏ gạch cho chị Lan Trần. Cái này nó mai bị ấy đường chỉ rồi chị. Nó bị dòn đường chỉ. Cái này phải dứt đường chỉ ra. Màu đỏ gạch cho chị Lan Trần. Vàng luôn cho chị Thị Bình. À, chị anh Lê kiểm tra giùm Mai xem là mình cái đơn của mình đó cho số điện thoại đúng không, để nhiều khi bên Mai gọi chốt mà không đúng số điện thoại là không có gọi được đó. Xếp áo có tay xanh bơ. Rồi chị Xuân Dương comment là xếp 105k ha, xanh bơ 105k giúp Mai nha. Rồi xanh bơ 105k cho chị Xuân Dương. Hàng bên Mai là mọi người được đồng chuyển với lại shipper nha mọi người, nên là mọi người cứ cố gắng là comment lên giùm Mai cái giá luôn. Lỡ cái hàng hóa của mình có vấn đề gì á thì bên Mai sẽ nhờ cái anh shipper mình, nhờ anh shipper giải quyết cho mình ha, cho nó tiện. Rồi xanh bơ cho anh Lê luôn. Rồi mới hết xanh bơ rồi, bé Thiên Trần ơi, mình chọn màu khác giùm Mai đi. Xanh bơ có 2 bộ thôi. Xanh bơ mày có 2 bộ thôi. Mày còn màu tím, màu ruốc. Màu cái màu này màu gì ta? Xanh bơ đó đẹp nha Xuân Dương. Xanh bơ đó đẹp lắm luôn. Xanh bơ đó đang mùa nắng nóng, mặc mấy cái màu đó cho nó nhìn cảm thấy cho nó mát mẻ. Nó không có nổi bật đâu. Rồi cái màu nu nha mọi người.
À, set áo còn váy hả? Cái này Mai, Mai còn một mớ nè, Mai không biết là set áo có váy hay không nữa. Rõ cái màu này đẹp lắm luôn nè mọi người ơi. Cái màu này là nó không phải là trơn mà nó sọc sọc cái gì. Ôi chết rồi, cái này nó bị ấy rồi mọi người. Cái này để gì à? Để Mai Mai sửa lại một cái. Nó bị xì cái chỗ này rồi. Nếu mà chị em nào mà mình lấy cái con này á thì Mai sẽ trừ tiền ra ha. Sale cho mọi người 95 ngàn. 95 ngàn. Cái con này nó bị xì cái cổ nè. Chị em nào lấy được á thì Mai sẽ lấy 95 ngàn nha. Rồi xét 95 ngàn dùm Mai ha. Nó bị xì ngay cổ. Xét 95 cho chị Trương Mai. Cái này để Mai báo Mai ghi kèm trên đây là xét bị lỗi. Xét lỗi 95 ngàn. Cái này nó bị lỗi ngay cái phần cổ. Cái này về mình chịu khó mình sửa lại xíu là ok rồi. Rồi. Chờ Mai một xíu nha. Mai còn mấy màu nữa để Mai lên hết cho mọi người. Màu vàng bò nè mọi người. Vàng bò giùm Mai. Vàng bò 105k. Còn mấy màu luôn Mai lên hết cho mọi người. Rồi mọi người. Cái này là màu ruốc có rồi nè. Rồi màu ruốc giùm Mai. Ruốc 95, ruốc 105k. Cái này là 105k nha mọi người, chị em nào thích màu nào. Rồi ok anh Lê nè, kiểm tra đơn lại giùm mình. Tại vì bên Mai á là mấy bạn gọi nhiệt tình lắm luôn á. Và Mai không biết vì sao mà lại có cái đơn của anh Lê. Mai còn một cái màu kem nữa nè mọi người. Hay còn một cái màu kem nữa, chị em nào lấy thì mình chốt nha. Màu trắng kem. Trắng kem giùm Mai 105k. Đó. Trắng kem giùm Mai 105k luôn. Eo 72 đổ về mình mặc vừa nha. Cái set này thì nó lại không có khóa kéo. Thích kem cho Linh. Thích kem cho Linh Linh. Dạ Mai không có đầm cho người 60kg. Xếp kem cho Linh Linh. Rồi Mai còn xếp tím nha mọi người. Xếp tím với lại xếp ra xếp màu hồng ruốc. Rồi chị em nào lấy thì lên đơn chốt luôn giùm Mai nha. Rồi để Mai qua mẫu khác cho mọi người. Đây, Mai còn mấy cái set, set dạng sơ mi nè mọi người. Đây, cái set giống như mẫu mặt như vậy nè mọi người. Đó. Cũng có mấy màu thôi. Bên Mai đầm á là đa số là size M đó chị bông bông mi. Nên set vest. Hôm nay là Mai về mới có dạng set này thôi, không có set vest. Rồi set sơ mi đây mọi người. Set sơ mi giùm Mai. Set này sale cho mọi người 99k nha. Set sơ mi giùm Mai 99k. Cũng size M nha mọi người ơi. Set sơ mi 99k nha mọi người. Size M ha. Size M đổ về, size S, size M thì mặc được. Set sơ mi 99k. Mai có màu à. Cái này nó bị sao mà nó bị lỗi cái ngon ngay chỗ phần ấy nè. Nó bị xì vải. Xếp sơ mi giùm Mai ha. 99k. Hết màu bơ rồi em ơi. Rồi xếp sơ mi giùm Mai 99k. Nó có màu xanh nè mọi người. Xanh biển. Rồi màu hồng nè. Màu xanh đen. Rồi, có mấy xét thôi. 99k giùm Mai ha. Xét sơ mi giùm Mai. Xét sơ mi 99k giúp Mai ha.
Rồi, qua mẫu nha mọi người, chị em là lấy thì chốt tiếp nha. Thì xin bơ ước nãy mày có hai bộ thôi. Để mày xem có một cái set khác nè. Rồi, ok. Ok chị Trần Lan. Sơ mi hồng 99k. Sơ mi hồng 99k cho chị Linh Linh nè. Rồi set khác nữa nè mọi người ơi. Trời ơi, set này đẹp mọi người ơi. Nhìn cưng chưa? Rồi, màu riêu, cái này màu riêu hả? Màu xanh gì mày cũng không biết luôn. Rồi. Mày nói mày đọc tạm là màu xanh riêu nha mọi người ơi. Cái này màu bơ. Nói chung không biết màu gì nữa. Đó. Rồi. Màu bơ nha mọi người ơi, xanh bơ giùm mày. 105k. Bơ 105k, L72 đổ về mình mặc vừa ha. Bơ 105k nè. Cái set này dễ cưng lắm. Bơ 105k. Rồi, mày có màu màu xám nè. Rồi, màu rêu nè. Màu nâu vàng. Màu tím. Màu đỏ. Đó. Rồi, bơ cho Mỹ Linh. Bơ may có một. Bơ may có một bộ thôi mọi người ơi. Bơ may có một bộ thôi mọi người, lấy riêu giùm may đi. À xin lỗi, cái này là màu bơ, còn kia là màu riêu hả? Rồi, vậy là mày còn màu riêu nha mọi người. Mày còn màu riêu á. Bơ cho Mỹ Linh. Mày còn màu xanh riêu nè. Màu nâu vàng nè mọi người. Mày còn một cái màu xanh riêu. Rồi màu đỏ. Màu đỏ cho Hương Trần nè. Có một bộ màu đỏ thôi. Có một bộ màu đỏ thôi mọi người. Còn một cái màu riêu lúc đầu đẹp lắm, xong họ, mọi người không ai chốt hết vậy. À đúng rồi, Mai lấy màu bơ cho Mỹ Linh. Lúc nãy là Mai lấy lộn màu. Rồi, màu vàng kem nè mọi người. Ở cái cổ này là cổ khác. Vàng kem nha mọi người. Vàng kem giúp Mai nè. Vàng kem giúp Mai 105k. À, Võ Trâm lấy riêu ha. Còn Mỹ Linh là lấy bơ. Rồi, để Mai đổi lại hai cái đơn này. Rồi. Còn màu tím nè mọi người ơi. À Mỹ Linh lấy bộ đầu hả? Rồi, ok, vậy là Mỹ Linh lấy bộ đầu. Rồi. Võ Trâm lấy bộ sau ha, Võ Trâm ơi. Hai người đổi.
Màu tím này dễ thương lắm nha mọi người. Tím giùm mai. Tím 105k. Rồi tím 105k. Tại vì mai cũng hơi bị mù mù màu á mọi người. Bị mù màu. Rồi tím giùm mai 105k. Rồi cảm ơn vỏ trăm nè. Để mày đổi lại lần nữa nè. Trời ơi. Cái này là lỗi tại mình chứ không có lỗi tại ai hết á. Thay đổi lại để sợ sáng quên mất. Rồi, tím cho chị Chuyên Phạm. 105k nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ tương tác bài giúp Mai với mọi người. Chia sẻ tương tác bài giúp Mai đó. Chọn màu này Mai không biết gọi là màu gì luôn á. Màu xám, màu nâu xám á. Màu nâu xám giùm Mai nè. Đó. Nâu xám giùm Mai. Mai đọc đại chứ Mai cũng không biết chính xác nó là màu gì luôn. Màu nâu xám giùm Mai. 105k. Nâu xám 105k giúp Mai. Dạng như là Mai bị mù màu, Mai không biết là mấy cái màu này nó tên là gì nữa. Cứ đọc đại. Cứ đọc đại đó mọi người. Rồi, Mai lên vài con đầm cho mọi người nha. Rồi cái đầm này nha mọi người. Eo 72 đổ về. Dạng dáng như dạng dáng Barbie doll. Barbie doll cũng được mà mình thí dụ mà mình mặc muốn mặc ôm á thì mình muốn mặc ôm á thì eo là eo 74. Còn nếu mà mình mặc ra rộng rộng xíu á thì eo 72 đổ về vừa ha. Rồi, đầm hồng giùm Mai 75k. Lên quần suông hả? Quần suông hôm nay Mai chỉ có quần jean thôi. Chứ Mai không có mấy cái quần kia. Rồi hồng giùm Mai 75k. Đầm hồng 75k giùm Mai nha mọi người. À Mai vẫn còn set. Mai vẫn còn set nha mọi người. Vẫn còn set bộ. Rồi cái quần suông này nha mọi người. Quần jean ống suông này Mai sale cho mọi người 85k ha. Jean 85k. Cái jean này á thì Mai còn size L và size XL. Eo 74, eo 76 vừa nha. Eo 74, eo 76 là vừa. Quần jean giùm Mai 85k. Mai còn size L với lại size XL. Eo 74, 76 vừa. Hai chị em nào lấy thì mình comment giùm Mai. Jean 85k giúp Mai. À, đúng rồi cái quần jean đó thật ra là hàng của bên Mai lúc trước là nó đủ size hết á, nó đủ size nhưng mà Mai bán hết size nhỏ rồi, còn size lớn nên là Mai sale cho mọi người á. Rồi cái con đầm này nha mọi người, cái đầm này dán thì dán Barbie doll vậy đó. À không Diệu Trần ơi, có một Mai mới lên cái mẫu đầm đó, ở một cái mẫu quần đó thôi. Rồi nếu mà cái rồi nếu mà cái đầm này nha mọi người, cái đầm này mặc ôm như thế này á thì eo 74 đổ về là vừa. Eo 74 đổ về vừa nha mọi người, 75k thôi. Đầm hồng 75k giúp Mai. À cái quần suông á thì Mai hết mẫu rồi, Mai chỉ có một mẫu thôi vỏ thì trăm mì. Tại vì nay Mai không có về quần suông. Nay Mai không có nhiều quần. Đầm hồng bầu. Cái đầm hồng bầu đó bầu mặc được nha Hương Sen ơi. Đầm hồng đó là bầu mặc được. Rồi cái đầm body nha mọi người. Rồi chờ Mai một tiếng, Mai qua mấy cái set này. Cái Mai trở lại liền. Rồi cái set này là size L vừa nha mọi người. Cái này là để size XL luôn. Cái này là để size XL luôn mọi người. Nhưng mà theo Mai á thì cái này là size L là vừa rồi, chứ size XL thì nó hơi bị chật.
Rồi size L giùm Mai nha mọi người ơi, đầm đỏ size L giùm Mai 85k bao đi tiệm. Đầm đỏ 85k. Đầm đỏ này bao đi tiệc cho mình. Rồi sen hương. Sen hương lấy hồng, à, lấy đầm hồng. Đầm đỏ là bao đi tiệc nha mọi người. Để Mai lên hết cái cục hết cục này rồi Mai trở lại xếp nha. Mai vẫn còn xếp nữa mọi người. Rồi cái đầm này dán babidon nha mọi người. Dán babidon lệch vai. Cái này là lệch vai nha mọi người. Dán form rộng lệch vai. Cái này bầu mặt cũng được luôn ha. Đó, dán lệch vai vậy nè, dễ thương lắm nè. Rồi 75k. Xăm 75k giùm Mai, vải đẹp nha mọi người. Xăm 75k, hàng bên Mai là Mai đồng kiểm cho mọi người đồng kiểm với lại shipper nha. Nên là mọi người khi mà mọi người đặt hàng, mọi người nhớ comment kèm dán luôn giúp Mai. Rồi, đỏ giùm Mai cũng dán suông luôn nè. Đỏ dán suông giùm Mai luôn, 75k, 55 cân đổ về mình mặc vừa. Sơn Dương đợi em nhắc ngủ rồi. Chào Mai một xíu. Chào Mai một xíu thôi mà. Mọi người đừng hối quá, Mai sẽ rối. Rồi đen giùm Mai. Đen này dạng body nha mọi người. Đen dạng body ha. Size XL 75k. Rồi, một cái đầm mà gọi là cái gì? Dạng đầm maxi á mọi người, dạng đầm maxi giùm Mai. 75k. Maxi 75k. Rồi. Cái con vàng cam này xinh lắm luôn á mọi người. Vàng cam này mặc bao sang cho mọi người luôn. Rồi vàng cam giùm Mai size M 85k. Vàng cam 85k. Cái con này là bao xinh cho mọi người luôn, mặc sang lắm. Rồi body đen giùm Mai 85k. Body đen 85k. Rồi, Mai tiếp tục lên set cho mọi người nha. Mai có set mặt nhà nữa nè mọi người. Mọi người có ai thích set mặt nhà không? Rồi, set caro giùm Mai. Rồi, set caro giúp Mai nha mọi người. Set caro giùm Mai 99k. Rồi vàng cam cho chị Lan Trận. Set caro 99k. Rồi 52 cân đổ về mình mặc vừa nha mọi người. 52 cân đổ về mình mặc vừa. Set caro giùm Mai ha. Cái này thì nó vừa bo chung mà vừa có khóa kéo luôn. Caro giùm Mai 99k. Rồi xét ngố giùm Mai. Xét ngố giùm Mai 95k. Cái xét này mà bạn nào mà trẻ trẻ học cấp 2, cấp 3, trời mặc bao xinh cho mọi người. Ngố giùm Mai. Xét ngố giùm Mai nè. 95k. Bao đẹp lắm. Cái hàng này vải của nó rất là chắc mà Mai rất là kỹ luôn. Ngố giùm Mai 95k. Size M E72 đổ về.
Rồi ok, chờ Mai xíu nha Luli Hoa. Rồi set đỏ này sale cho mọi người 75k. Cái set đỏ này là cái set, set đỏ này là hàng thanh lý nha mọi người, shop thanh lý. Set đỏ 75k. Chị Lan Trần ơi, chị Lan Trần mặc cái quần jean này không chị Lan Trần? Cái quần jean này á thì form dáng suông nè. Đai cao, cặp cao hai nút cho mọi người ha, cặp cao hai nút. Mà hiện tại mày còn size L và size XL nha mọi người. Cái này mày đứng cận quá mày không có ướm cho mọi người xem được. Size L và size XL vừa. 85k nha mọi người, trời ơi nó rẻ. Nó rẻ còn hơn giá sỉ luôn á mọi người. Rồi. Quần jean giùm Mai. Jean giùm Mai 85k. Size L và size XL. Mai còn hai size thôi. Size L và size XL, chính vậy Mai mới sale cho mọi người 85k. Rất là rẻ luôn. Này là mọi người, thí dụ mà mọi người mua về bán, Mai nói thiệt cam kết là bao lời luôn. Tại vì cùng chất với lại quần đó thì ở ngoài chợ sỉ nó đã bán năm rồi Mai mua nha, làm đã 110 mà bán là mua là phải mua set á chứ không phải là mua từng chiếc đâu, mua set đó là 110 rồi. Mà năm nay là giật giá nó đều tăng hết, là năm nay nó còn tăng dữ luôn. Rồi set này nha mọi người, set này là quần ống loa giùm Mai, quần ống loa giùm Mai đó. Cái áo của nó thì như thế này nha mọi người. À size L thì eo 74 nha Giang Hương. Size L thì eo 74. Cái set này xinh lắm mọi người ơi, mà nói thiệt chị em nào mà cái vai thon thon á, mặc cực đẹp luôn. Cái set này vai thon thon mặc cực kỳ đẹp luôn. Rồi set đen giùm Mai. Không lẽ mày lấy lại set mặc thử. Con cái là vai mày thô, tai mày to chứ rất là thích set này luôn á. Rồi set đen giùm Mai 85k. Set đen 85k giúp Mai ha. Rồi ok, set quần jean cho Luli Hoa. Cái quần jean đó Mai còn size L với lại size XL. Là số lượng á, số lượng vô hạn luôn. Còn nhiều lắm luôn á mọi người. Mai định mai mốt Mai làm một bài để bán cái quần đó. Quá rẻ luôn. Rồi set caro. Set caro giùm Mai nè. Set caro giúp Mai ha. 99k luôn. Set 3 món. À vẫn còn nha Linh Linh. Ừ tự nhiên Mai bỏ quên luôn á, Mai bỏ quên cái đó Mai không bán luôn á ta. Quần cái set 3 món quần ống suông Mai vẫn còn á Linh Linh. Mai còn hình như là cái màu nu là Mai còn đủ size luôn thì phải á. Bữa giờ Mai quên luôn, Mai quên đem lên bán luôn á. Rồi caro giùm Mai. Set caro giùm Mai 99k. Đồ ống rộng hả? Mai không có quần ống rộng, Mai có quần ống suông thôi. Rồi caro giùm Mai 99k nè. Mấy cái hàng này là Mai đang sale giảm xuống hết đó mọi người. Lên màu nu CML. Rồi chờ Mai một xíu nha. Tự nhiên Mai bỏ quên cái set đó luôn mọi người. Bỏ quên mất tiêu luôn. Cái này nó dính cái nút. Rồi set 2 giùm Mai. Set 2 99k. Áo phông váy xòe. Áo phông váy xòe. Không em ơi, không xem Hương ơi. Đang định hình. Đang định hình là áo phông váy xòe như thế nào. Này có áo sơ mi váy xòe thôi. Để Mai coi còn màu nu còn size gì. Size S nè. Size này là size gì đây. Size M. À nhớ rồi, màu nu Mai hết size L rồi. Để Mai còn
còn size S. Size S với lại size M thôi mọi người ơi. Cái màu lu là mai xong hết size L rồi. Màu nu này mày còn size S chứ lại size M thôi. Trời, vải của nó cực kỳ chắc đó mọi người. Set này là set 3 món nha mọi người. Set này là set 3 món nè. Đó. Mày sale cho mọi người 105k. Size M này á thì eo của nó là 72 á Linh Linh. Size M là eo 72. Ở cái set này nó chất cực kỳ luôn á. Sale cho mọi người 105k. Nó 3 món ha. Nó có một cái nó có thêm một cái áo dây bên trong nữa. Rồi xin Dương comment giùm Mai ha, set 3 món 105k giúp Mai. Set 3 món 105k. Rồi ok, Linh Linh lấy M nè. Rồi cái set này Mai vẫn còn size M với lại size S nha. Nên là mọi người cứ comment thoải mái giùm Mai. Cái set này Mai còn size M với lại size S. Mọi người mà cứ vừa size M vừa size S thì mọi người cứ comment giùm Mai nha. Rồi ok cho Sương Dương nè. Lưu cho Phan Diệu nè, 105k thôi mọi người. Hàng bao đẹp. Nó có thêm một cái áo dây bên trong, mọi người có thể là mặc hai kiểu ha. Mọi người có thể mặc áo hai kiểu, có thể là mặc nguyên cái set đó không thôi cũng được. Hoặc là mọi người mặc cái áo bên ngoài giống như là cái áo khoác cũng được. Rồi ok cho Phan Ngân luôn nè. Size M với lại size S mai vẫn còn, nên là chị em nào mà mình cứ thích lấy cái mặt cái set này thì mọi người cứ comment lên giùm Mai ha. Nó đủ size. Nó đủ à, xin lỗi, nó có size M với size S, nó còn số lượng nhiều lắm. Bữa giờ mày quên nó tiêu luôn. Rồi, cho Phượng Nghiêm nè. Cái set này mặc bao đẹp xinh Dương ơi. Tại giờ mai chậm lắm mà mai thay vô thay da. Đúng rồi á Linh Linh. Cũng còn một mớ hàng đợt trước nhưng mà bữa giờ mày quên, mày không có bán luôn. Cái set này mặc bao đẹp cho mọi người. Rồi chị em nào lấy nữa thì lên đơn giùm Mai nha. 105k thôi. Mày nói thiệt, những cái set mà mấy cái lô đầu tiên á mày về phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Mày có màu đen nữa Phượng Nghiêm ơi. Mày có màu đen luôn. Rồi, set xanh này mọi người ơi, xanh lá nè, đang hot nè. Linh Linh, chị Linh Linh đã mua set này rồi phải không? Nay mua lại nè. Tại vì cái đợt đầu đó về mình nói thiệt, vải cái con nào nó cũng chất, thật là chất luôn. Rồi cái set xanh này giùm Mai 105k. Set xanh giùm Mai 105k. Xanh 105k giúp Mai nha mọi người ơi. Xanh lá nè. Cái này thì cũng eo 72 đổ về. Xanh lá eo 72 đổ về. Xanh lá này còn mấy con nữa. Tại bữa Mai thấy cái set xanh lá này đẹp quá, nên là Mai ưu tiên, Mai cứ kêu, Mai kêu lấy sắc xanh lá này nhiều cho Mai. Rồi xanh lá cho Linh Linh nè. Mai có thêm màu đen nữa nè mọi người. Rồi xanh lá, rồi nó có màu đen nữa nè. Đó. 105k. Canh nó sẽ nằm. À xanh lá hả chị Liên Vũ ơi? Xanh lá này nó không có cái khóa kéo nên là Mai không dám chốt CNL đâu. Cái này thì nó có bo chung thiệt, nhưng mà Mai sợ nhiều khi CNL mình khi mà mình mặc lên vừa cái eo thiệt, nhưng mà khi mà mình kéo lên nó sẽ bị vướng cái mông á, nên là
mày chỉ chốt xe M đổ về thôi. Rồi cái này là mày có màu đen nữa nè, xanh lá 105, đen 105. Cái vải này, à, cái màu xanh lá này là vải mango á mọi người. Ở cái mùa này thì mặc mấy cái này thì thôi mát rượi luôn, mà ở nhà mặc ra đường cũng xinh hết trơn á. Mấy cái set này á mọi người mặc đi chơi cà phê đồ này kia là bao đẹp. À, mấy cái set quần dài nữa nè mọi người ơi, set quần dài giùm mày. Set quần dài này nói chung là cái này thì vải nó cũng không được chất lắm, nhưng mà nó đẹp nha mọi người. Sale cho mọi người 99k. Quần dài giùm mày, set dài giùm mày. Cái này là cái quần cái kiểu ống le le á mọi người. Ống hơi le le ra nè. Rồi set quần dài giùm mày 99k. Size M nha mọi người. Đúng rồi, cái set xanh lúc nãy là vải đẹp lắm. Còn cái set này thì vải không bằng. Cái này là form đẹp nhưng mà vải không bằng nha mọi người. Rồi set dài giùm mày 99k. Rồi xanh lá cho bí mật trái tim. Mày cũng bon chen lắm mọi người ơi. Bữa cũng để lại một set xanh lá rồi. Mặt mát, mặt mát thích lắm. Rồi cái set quần dài mai sale cho mọi người 99k nha mọi người. Trời nóng quá luôn á mọi người. Hồi tối nay ở chỗ Mai cúp điện nữa, nó bị mất điện. Nếu mà hồi tối nay mà Mai có like được thì cũng giữa đường. Giữa đường là chia tay đột ngột luôn. Mà tối nay nó mất điện hả? Tao nói không ngủ được luôn mọi người, nóng chịu không nổi. Rồi xếp dài giùm mai nha mọi người ơi. Xếp dài 99k. Rồi cái set này dễ thương lắm nè, vải bao đẹp nha. Set này vải rủ bao đẹp luôn. Quần của nó là quần ống suông. Quần ống suông nha mọi người. 99k luôn nha mọi người. Trời ơi nhìn cưng dễ sợ luôn á. Rồi cam sữa giùm mai. Cam sữa giùm mai 99k, size M. Set này thì có một set một thôi. Cam sữa 99k size M nha mọi người. Rồi set này mấy bạn trẻ trẻ mặc cưng lắm luôn nè. Đó, cái quần này là cái quần dây rút. Võ Thi ơi, Võ Thi mình à, mình nặng bao nhiêu? Coi như là eo 72 đổ về á Võ Thi. Eo 72 đổ về là mình mặc vừa, tầm khoảng 52 cân đổ về á. Cái set này cưng lắm nè mọi người ơi. 75k sale cho mọi người 75k. Này nó có cái nón phía sau nữa nè. Mấy bạn trẻ trẻ mặc cưng lắm luôn á. Rồi xanh đá giùm mai. 75k. Set 75k giùm mai. Xanh đá cho bí mật trái tim nè. Mấy bạn trẻ trẻ mặc mấy cái set này cưng lắm. Rồi set 75k cho chuyên phạm. Xanh đá này mai vẫn còn. Chị em nào có chốt thì mình chốt nha. Rồi chị em nào chốt xanh đá nữa không ha. Rồi mai có mấy set mặt nhà nè. Mà để cho Minh Thảo. À không thằng hình đi. Bữa mày à, mày thấy có lô set cái lô váy, cái lô váy hàng Quảng Châu kia. Mày định ôm hết luôn. Mà bị trễ, bị chậm mất tiêu nên là không có lấy được. Xếp chân váy đẹp lắm. Xanh đá đó thì eo
Eo nó có là đai thun á cô nàng bướng bỉnh, nên là em mặc vừa nha. Dạng form dạng ôm body. Dạng đó là dạng ôm body em mặc vừa nha. Tại vì cái đó là nó có độ co giãn nữa. Rồi set đỏ này giùm mai 40k. Set đỏ mặc nhà giùm mai 40k. Rồi set mặt nhà nữa nha mọi người ơi. Set hoa cúc giùm ai. Set hoa cúc giúp mày 85k. Hoa cúc 85k giúp mày nha mọi người. Cái này à, những cái shop xa khác mình sale á, bán giá sale thôi thì cũng phải là ngoài 100 á mọi người. Hoa cúc giùm mày 85k. 52 cân nhũ về. Trời ơi cái chiếc xanh này là mặt mát. Chiếc xanh này mặt mát lắm luôn á. Thi vỏ. Thi vỏ ơi em bao nhiêu? Em 72. Anh à, nói chung là 52 cân đổ về mình mặc vừa á thi vỏ. Rồi, set xanh này giùm mai 85k. Trời ơi, mặt mát lắm luôn mọi người. Cái vải nó cực kỳ chất luôn á. Nè, nó bên hông nó như thế này nè. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, set xanh giùm mai 85k. Size M. Set xanh này size M nha mọi người, 85k. Rồi, set hồng. Set hồng lỡ giùm Mai nè. Set hồng lỡ giùm Mai. Cái này thì 55 cân đổ về mình mặc được luôn á. Rồi set hồng giùm Mai 75k. Set hồng 75k nha mọi người. Rồi, chỗ cái set sọc này là vải đuổi mọi người. À không phải là vải đuổi, vải lanh á. Vải lanh ở mình thì hay gọi là vải gì ta? Vải ton. Ở trong Nam thì gọi là vải ton, ở ngoài Bắc hay gọi là vải lanh á. Rồi set sọc này nha mọi người, 85k. Cái set này mặc ở nhà cưng lắm luôn á. Cái này thì nó có bao chung phía sau nè. Đó. Rồi set sọc giùm mai 75k. À 85k nha mấy nhà. Set sọc 85k. Rồi tiếp tục lên đầm cho mọi người ha. Để mình nhớ này phải đầm nhiều lắm rồi. Đầm váy. Đầm váy nha mọi người. Rồi, hoa cúc giùm mai. Hoa cúc giùm mai 85k. Eo 72 đổ về. Nhìn cưng dễ sợ luôn mọi người. Hoa cúc 85k. Eo 72 đổ về mình mặc vừa nha. Rồi caro giùm mai size S. Caro size S nha mọi người. 75k. Cái con này đẹp lắm luôn đó, mọi người. Con caro này đẹp lắm luôn nhưng mà size S thôi. Cái nhỏ to hơn mình mặc không vừa đâu. Nhìn cưng lắm luôn. Caro giùm mai. À hôm nay mai không có hàng cao cấp linh linh đây. Hàng thường thôi. Trời đầm xanh giùm mai nha mọi người. Xanh này cũng size S luôn. Xanh size S giùm mai luôn.
75k. 175k dùm mai. CL cỡ 55 cân đổ về á Thi Võ. Rồi cái con đầm vàng nha mọi người, đầm vàng dán suông giùm mai. Đầm vàng dán suông giùm mai 75k. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ tương tác bài giúp Mai với nha mọi người. Chia sẻ tương tác bài giúp Mai với. Hết người xem rồi Mai cũng lười like luôn. Rồi cái con đầm đen này nha mọi người. Đầm đen dán suông giùm Mai. Đầm đen dán suông giùm Mai ha. Năm, cái này là 52 cân đổ về mình mặc vừa. 75k. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ tương tác bài giúp Mai với mọi người. À bên Mai có quần nam kaki Ngọc Anh Hoàng ơi. Mà nay Mai không có mang mẫu lên để cho mình xem luôn. Mai có quần nam kaki. Nam kaki thì hiện Mai bán là 125.000 á. 125.000 một tấm. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ tương tác bài giúp Mai với mọi người ơi. Rồi cái con đầm này đi tiệc xinh lắm luôn á mọi người. Bao sen. Đầm suông đen á là cỡ 52 cân đổ về á Sen Hương. 52 cân đổ về mình mặc vừa. Tại vì nó dạng suông rồi nên là không có chốt theo eo. Chắc size em mặc size L hả? Size L thì chỉ ít có size L lắm. Cảm ơn quý mật trái tim nhiều nè. Rồi đỏ giùm Mai, eo 72 đổ về vừa ha. Đỏ eo 72 đổ về vừa. 75k luôn mọi người. Mọi người chia sẻ bài giúp Mai mọi người ơi, chia sẻ tương tác bài giùm Mai với. Rồi. Ok, rồi để Mai lên lại nha. Rồi cái con đầm nhung giùm Mai nha mọi người ơi, đầm nhung eo 72 đổ về 75k cho mọi người luôn. Đầm nhung 75k luôn. Mọi người chia sẻ tương tác bài giúp Mai nha. Rồi cái đầm suông đen để Mai lên cái đầm suông đen lại. Cái đầm suông đen dễ thương lắm luôn á. Cái tay của nó nè. Suông đen giùm Mai. Suông đen giùm Mai 75k. Cái đầm hồng, cái đầm nhung quá luôn. Tại vì cái hàng này á Thi Võ, hàng này á là hàng sale nên là nó không có đủ size á. Vải, nói chung là vải của nó rất là chất. Nhưng mà nó không có đủ size. Nên là người ta sale rẻ cho mình á, chứ thật ra là những cái hàng này nó không có đủ cái với cái giá tiền, nó không có đủ cái tiền vải luôn. Rồi đầm nhung này giùm Mai ha. Đầm nhung này size M 75k. Ủa đầm hồng mà đầm nào ta? Cái đầm hồng lúc nãy chắc Mai chốt rồi. Cái đầm hồng lúc nãy Mai chốt rồi. Cái tin Linh đi. À cái đầm bông. Cái đầm đỏ này phải không? Đầm đỏ nè, dạng body. Đúng
Đúng rồi Thi Võ ơi, tại vì cái này nó lẻ sai á, nó lẻ màu lẻ sai nên là mình mua được cái giá sale bao đẹp. Rồi chị bé Hải lên số điện thoại giúp Mai nha. Bé Hải lên số điện thoại giùm Mai ha. Rồi cái đầm hoa này cũng 75k cho mọi người luôn. Mấy cái con này đó thì mình bao đi tiệc luôn á mọi người. Nói chung là tại vì lẻ màu lẻ sai nên là sale rẻ đó mọi người. Cái hàng bao đẹp, Mai bao mọi người đồng kiểu với lại shipper luôn. Rồi bé Hải lên số điện thoại giùm Mai ha. Chị Mai Ngọc Quý, cái này Mai không biết luôn á. Bữa giờ là Mai cũng giao cho mấy bạn chốt đơn luôn. Thường thường á thì mấy bạn để dồn mấy ngày luôn á mới xả. À chị bé Hải hãy lên số điện thoại giúp Mai nha. Mà mọi người ơi, dồn á thì Mai vẫn cho mọi người dồn, nhưng mà mọi người đừng có xả hàng nha. Mọi người mà xả hàng thì mai mốt Mai không có cho dồn nữa nha. Dồn mọi người muốn dồn mấy ngày cũng được, dồn bao nhiêu chiếc cũng ok, nhưng mà mọi người với điều kiện là mọi người đừng có xả hàng. Nhưng mà mọi người dồn xong rồi mọi người cái khi mà hàng đi á, cái mọi người không có nhớ là mình đã đặt cái nào, cái mọi người kêu thôi vậy xả ra giùm em đi. Rồi trời ơi, trong khi đó là Mai phải chờ đợi mọi người rất là lâu mà mọi người lại xả hàng ra như vậy thì tội nghiệp Mai quá. Nên là mọi người cố gắng, chị em nào mà xả thì Mai vẫn cho xả, nhưng mà lần sau thì Mai sẽ không cho dồn nữa. Rồi ok chị bé Hải. Rồi cái set này nha mọi người. Set này 65k cho mọi người. Hoa nhí và Mai 65k. Bây giờ á mọi người cứ thí dụ mà bên Mai gọi chốt đơn, mọi người cứ nghe đi, mọi người báo là thôi dọn cho chị 2-3 ngày 3-4 ngày gì đó thì bên Mai vẫn chờ cho mọi người luôn á mọi người. Nên là mọi người nhớ là đừng có xả là ok. Trời ơi, cảm ơn bé Thiên Trần cho con ngủ xong rồi xem Mai like tiếp ạ. Rồi cái hoa nhí này dễ cưng lắm nha mọi người. Cái này là hàng Quảng Châu luôn á, mặt nhà mặt xinh lắm. Rồi hoa nhí giùm Mai 65k. Cái này 55 cân đổ về mình mặc vừa luôn. Cái này size L mình mặc vẫn vừa nha, L M gì mình mặc vẫn vừa. Rồi hoa nhí giùm Mai 65k. Rồi thêm một cái set xanh đậu nha mọi người. Xanh đậu giùm Mai 85k. À vậy hả Mai Ngọc Quý? Tại vì á, thật tình á là Zalo Mai cũng chấp nhận kết bạn hết á mà. Mọi người biết sao không? Không có thời gian rep tin nhắn. Nhiều khi á mọi người nhắn tin cho Mai hả? Tới chiều tối, tới tối hoặc là qua ngày sau mới đọc được luôn á. Mai chỉ sợ mọi người chờ lâu thôi. Cái quần nữ bên Mai thì hiện tại thì nó cũng không có đủ size luôn á mọi người. Tại vì nói chung là hàng Việt của mình á không có cạnh tranh nổi với lại hàng Trung Quốc luôn. Tại vì giá của nó vừa rẻ vừa đẹp, mà của mình trong khi đó của mình đó là chi phí lên cho một cái quần nữ thì nó quá cao. Nên là bên Mai lại ngưng sản xuất đồ nữ luôn á, không cạnh tranh lại á. Trời ơi, một cái set quần suông, áo dây nha mọi người ơi, cưng lắm đây. Chị em nào thích mấy cái phong cách như thế này thì chốt luôn nha mọi người. Cái quần suông nè, da trắng mặc mấy cái bộ này thì thôi chứ hết sảy luôn á mọi người. Sale cho mọi người bao nhiêu? 95k thôi mọi người ơi. Hàng Quảng Châu cho mọi người nè. Cưng dễ sợ chưa? Cái áo của nó là dạt xéo xéo nè. 95k.
mấy cái chị hot girl vào mặc cái mấy cái chị mà dáng đẹp đẹp xíu là mặc mấy cái bộ này là cưng xỉu luôn. Không khuyến khích cho chị em có vai thô. 95k cô nàng Nguyễn Bỉnh này. Bao đẹp. Xếp xanh 95k dùm mai. Cưng lắm luôn á. Rồi cái con này là vải cực chất luôn nè. Vải cực chất luôn. Rồi ok cô nàng Bướng Bỉnh nè. Cái set này thì mọi người mặc đi làm. Mặc đi làm cũng bao đẹp cho mọi người luôn. Tại vì nó thiết kế nhẹ nhàng thôi. Đó. Kín đáo nhẹ nhàng. Rồi set vàng, à xin lỗi, đầm vàng giùm mai 85k. Vàng 85k. Xanh cho cô nàng Bướng Bỉnh. Rồi, vàng 85k giúp Mai. Đầm sexy hả? Đầm sexy Mai có, nhưng mà nó vài con, nó bị lẫn lộn. Trời ơi. Cái set này là hàng thanh lý nha mọi người. Set này là set hàng thanh lý. L72 đổ về. Hàng thanh lý nha mọi người. Mọi người comment giùm Mai hàng thanh lý 65k. Đầm thanh lý set 65k nha mọi người. Xin cái nút đó nè. Đó, cưng dễ sợ luôn. Cái này làm nó có cái hai cái bọ, hai cái con đĩa để cho mình có dây nịt mọi người luồn vô, có thắt lưng á. Rồi ok cô nàng Bướng Bỉnh nè. Rồi thanh lý cho ăn Thi Nguyễn nè. Tại vì những cái hàng thanh lý á, thường thường á thì nhìn cái á, tại vì người ta treo hàng xin bài á mọi người, nên là nó cũng nhìn nó không được mới cho lắm, nên là thường thường Mai sẽ sale rẻ, thịt rẻ cho mọi người. Cái này cái đơn tạ lan, cái này đơn tạ lan bị xả ra nè. À Mai thấy sen trần nha, tại vì cái của mình comment sao nên là không được chốt á. Rồi hoa cho mọi người 65k. Hoa 65k luôn. Không, cái con này hàng thanh lý nha mọi người, sale cho mọi người 45k. Thanh lý 45k. Cái nào hàng thanh lý thì Mai sẽ sale rẻ, sẽ thật rẻ cho mọi người luôn. Thanh lý 45k. Thanh lý 45k giúp Mai nha. Rồi. Cái set cái này nha mọi người ơi. Cái đầm yếm ở bên ngoài. Cái này mà chị em nào mà bầu bí mình mặc cũng được nữa nè. Mình mặc một cái áo gì bên trong mình mặc cái set này bên ngoài cũng được nữa nè. Rồi 65k. Nguyên set ha. Set trắng đen 65k. Cái trắng đen 65k giúp Mai. À Mai thấy Mỹ Hương nè. Có mấy set ngủ nè mọi người. 40k cho mọi người nha. Rồi set ngủ giùm Mai. Mai còn màu xanh đá với lại màu đỏ gạch 40k. Set ngủ 40k giùm Mai. Hai set. Mai còn hai set nha mọi người. Rồi set ngủ giùm Mai 40k. Mặt nhà mặt ngủ gì cũng xinh. Đỏ gạch xanh đá 40k.
Rồi, bí mật trái tim mình lấy hai bộ luôn hả? Rồi, bí mật trái tim lấy hai bộ luôn rồi. Xanh đá đỏ gạch luôn. Để mày xem con xếp ngủ hay còn không, mày đem lên mày sale cho mọi người. Mày nhớ là bữa mày về cũng nhiều lắm, con xếp ngủ mày về cũng nhiều lắm. Ôm, còn nè mọi người ơi. Còn nguyên một cây luôn. Nguyên một cây luôn rồi mọi người. Cái xanh. Để mày còn. Cái này mai không có còn xanh đá mà mày đủ thứ màu hết rồi mọi người ơi. Rồi, mai còn màu đỏ đô này mọi người ơi. Đỏ đô, hồng, rồi rêu nữa. Rồi xét ngủ mọi người comment kèm màu giùm mai luôn. Cái này này, nó khác rồi nè. Nó khác một xíu. Rồi xét ngủ giùm mai. Đỏ đô. À, rồi mai lấy cho mình cái màu màu đỏ gạch nha, màu đỏ gạch giống như hồi nãy vậy đó. Sắp ngủ xanh, à sắp lấy màu xanh, mai lấy màu xanh rêu cho mình nha. Lúc nãy là xanh đá, còn đây là xanh rêu. Xanh rêu cho chị Mai Ngọc Quý nè. Rồi xếp vàng. Xếp vàng cho chị Trúc Vàng. Rồi mai có màu nâu nữa nè mọi người. À màu xám. Màu xám, màu hồng. Màu xám, màu hồng nè. Cái này thì vải satin nha mọi người. Vải satin. Còn lúc nãy là vải xếp ngủ xám cho Liên Ly Hoa. Còn cái lúc nãy là vải của nó là vải von. Cái này là vải satin. Rồi vàng đồng giùm mai nữa nè. Vàng đồng giùm mai 40k. Vàng đồng 40k nha mọi người. Rồi rêu nữa nè, 40k. Rêu 40k. Máy xét này mặt mát. Rồi mày có màu cam sữa đó nè mọi người. Cam sữa đó nè. À Thanh Thủy ơi, mấy bạn ship rò ship cho mình hồi chiều rồi đó. Mấy bạn gửi đơn cho mình hồi chiều rồi đó. Rồi màu tím đó nè mọi người. Đó, mọi người thích màu nào thì mọi người chốt màu đó giùm Mai nha. Đủ màu luôn. Xếp ngủ thì còn đủ màu luôn. Tranh thủ ship. Tại vì cái đợt này vướng lễ á mọi người. Có thể là mọi người nhận hàng sẽ chậm hơn bình thường tầm khoảng 2 ngày á. Tại vì lễ bên giao hàng cũng nghỉ 2 ngày. Người ta không có nhận hàng đó. Nên là dưới ngày lễ thì có thể là mình sẽ chậm hơn bình thường 2 ngày á. Rồi, đầm vàng giùm Mai nè. Đầm vàng size M nha mọi người. Cái này để XL nhưng mà thật sự là nó chỉ là size M thôi. Rồi, vàng giùm Mai. Đầm vàng giùm Mai ha. 85k. Đầm vàng 85k giùm Mai nè.
Mai Ngọc Quý ơi, Mai sẽ nghỉ vào ngày chủ nhật á, nghỉ một hôm thôi. Mai chỉ nghỉ một hôm vào ngày chủ nhật. Like thì vẫn like, nhưng mà khi mà tới thứ hai bên Mai mới gọi chốt like cho mọi người được. Tại vì mấy bạn ở nhà của Mai á cũng nghỉ mất hết 2 ngày, không có người gọi chốt. Và cái này là đầm thanh lý nha mọi người, thanh lý giùm Mai 45k. Cái thanh lý này thì size XL mặc được nè. Thanh lý 45k XL mặc được nha. Mai nghỉ ngày chủ nhật. Chủ nhật Mai về quê. Xong rồi Mai sợ Mai lên nó sẽ muộn giờ á. Rồi ok, Mai về chốt gửi cho Linh ha. Bên Mai thì ngày mai vẫn còn làm. Rồi, đỏ giùm Mai 85k. Cái con vải này là bao chất cho mọi người nha. Vải này chất lắm luôn á. L72 đổ về. Đỏ L72 đổ về nha mọi người ơi, 85k. Rồi con vàng hở lưng nha mọi người. Cái con này là vàng hở lưng giùm Mai nè. Vàng 75k giùm Mai. Nó có mốt ngực cho mình luôn ha. Vải thun gân. Vàng 75k giúp Mai. Mai lên xếp bộ tiếp cho mọi người nè. Cái đầm này mình đi mặc đi làm được. Đỏ 85k cho chị Liên Vũ. Hàng bên Mai là mọi người được đồng kiểm với lại shipper nha mọi người. Mọi người nhớ là mình kiểm shipper. Ví dụ mà hàng có vấn đề gì á thì bên Mai sẽ giải quyết cho mình ngay lúc đó luôn. Còn mọi người nhận hàng rồi mọi người thì dạng như là không có đồng kiểm thì lỗi ra bên ai thì Mai cũng không biết á. Nên như vậy thì sẽ khó lòng lắm. Mọi người chịu khó, mọi người cứ đồng kiểm với lại shipper giúp Mai nha. Rồi set này giùm Mai. Set cái này là màu đen, set đen giùm Mai. 105k. Xếp đen 105k giùm Mai nha mọi người. L72, 74 mặc vừa. L72, 74 mình mặc vừa luôn. Cái này nó vừa có cái khóa kéo mà vừa có đai thun, bo thun phía sau luôn ha. 72, 74 mình mặc vừa. Rồi, Mai có cái xếp này thì Mai có màu đen nè. Màu đen, màu hồng, màu xanh đen, màu kem, màu đỏ. Rồi sọc hồng luôn nè. Vải thì nó không co giãn nha. Cái này vải không co giãn, nhưng mà cái đai lưng của nó phía sau, cái đai lưng của nó phía sau là một cái đai lưng thun đó. Và nó có cả cái có khóa kéo luôn ha. Cái này nó có khóa kéo cho mọi người luôn. Nên là L72, 74 mình mặc vẫn vừa. Size M đổ về. 70kg mình mặc không vừa nha Zumi. Cái này 70kg không vừa đâu. Cái này là size L đổ về thôi. Size L đổ về. Cái set này mặc cưng lắm luôn á mọi người. Set này mặc cưng lắm luôn á. Cái này thì nó không có hở. Tại vì cái quần của nó là cái quần lưng cao. Cái quần của nó là cái quần cặp cao nè. Đó, khi mà mọi người mặc lên á thì nó sẽ bằng mí luôn. Nó sẽ không hở nha. Đó, cái màu này là màu đen. Màu đen nè. Rồi màu này là màu xanh đen. Màu này là màu xanh. Đó. Màu xanh.
Cái này eo 72, 74 gì mà cũng vừa hết đó. Có một con màu đỏ duy nhất thôi. Màu đỏ. Một con màu đỏ thôi nha mọi người. 105k. Đen, xanh, đỏ. Đó, một con màu đỏ thôi. Đen, xanh, đỏ, hồng. 105k giúp Mai nha mọi người. Cái này thì eo của nó là 74 đổ về vừa, size L đổ về vừa. Tại vì nó có lưng thun thôi á, thì nếu mà lưng thun thôi á thì mình sẽ mặc size M. Nhưng mà cái vừa có lưng thun, vừa có khóa kéo thì mọi người mặc được size L luôn. Quan trọng là khi mà mọi người kéo lên nó qua mông được là ok. Tại vì cái này thì cái đai của nó là cái lưng của nó thì chắc chắn là mình mặc xây, mình kéo lên cái vòng eo mình là ok rồi đó. Nhưng mà thí dụ mình nó không có khóa kéo á thì xây L nó sẽ không mặc được. Nhưng mà có khóa kéo rồi thì xây L bao vừa. Rồi, 105k giùm Mai nha mọi người. Chị em thời chốt á thì lên đơn giúp Mai nè. Cái con này bảo đảm mặc lên là bao xinh cho mọi người. Nhìn cưng lắm. Tay dài bo tay. Chị Liên Vũ. A. Cái nằm đỏ lúc nãy hả chị Liên Vũ, nó có độ co giãn nhẹ nha. Cái đó là nó có độ co giãn nhẹ. Rồi màu hồng này nữa mọi người. Rồi ok chị Mai Ngọc Quý nha. Rồi dòng đơn qua lễ, mình dòng đơn qua lễ thì bên shop sẽ khỏi gọi chốt đơn cho mình ha. Để qua lễ rồi có gì à? Mình về mình mua tiếp này chốt luôn. Rồi cái hồng này dễ thương lắm nè. Rồi màu hồng này cưng lắm luôn mọi người. Rồi hồng giùm Mai 105k luôn. Rồi mọi người ơi, Mai xuống like nha mọi người ơi. Chị em nào mà mình muốn dồn đơn đó thì dồn tiếp ha, dồn qua lễ. Rồi, hồng cho Ngọc Anh Hoàng. Chị em nào muốn dồn á thì bên Mai sẽ dồn cho mọi người nha. Nhưng mà nhớ đừng xả nha mọi người. Mọi người xả làm vài bữa Mai không cho mọi người dồn nữa đâu. Nhớ đừng xả sự nghiệp Mai nha. Rồi, đen cho anh chị Ánh Nga Trương. Rồi, chị Liên Vũ dồn qua lễ. Hương Mỹ ơi, tại vì nó lộn xộn tùm lum á, nên là bây giờ Mai không biết đường để mà lên cho Hương Mỹ á, cho Mỹ Hương á. Có gì chịu khó like sao xem giùm Mai nha. Rồi ok, ok Phan Ngân nè. À đúng rồi, Hạnh Phúc giảng đơn hôm nay chưa được đơn nào hết trơn nè. Rồi có gì mình dồn đơn chưa, mình dồn đơn thêm đi Hạnh Phúc giảng đơn đi. Rồi ok Ngọc Anh Hoàng nè. Bên Mai vẫn cho mọi người dồn đơn nha.
Nhưng mà mọi người đừng xả rồi được rồi. Tại vì khi mà mọi người xả hàng rồi mà không biết là đơn sau có xả nữa hay không, thì mắc công là mọi người lại quên á, cứ xả thì mắc công mấy bạn. Mấy bạn soạn hàng cũng tội nghiệp lắm. Rồi chuột vàng dồn đơn. Xét hồng, mày chỉ còn xét hồng này thôi. Mày chỉ còn một cái xét hồng màu hồng này thôi. Hồng sen, màu này mà hồng sen. Trời. Tại vì like mày thấy là cũng hết mẫu rồi đó. Nên bây giờ mày like thì cũng không có được bao nhiêu. Thôi có gì để à? Để ngày mai mình lựa tiếp nha. Ngày mai lựa tiếp hành chuyển đơn đi. Mai chào bóng tay nè. Bóng tay đã lên muộn rồi, mai xuống like rồi đây. Vừa xuống like. Rồi bye bye mọi người nè, chúc mọi người ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai ha. Ngày mai tiếp tục like nữa nha mọi người. Đầm body có luôn mà bây giờ mai không có lên được, tại vì nó lộn xộn, mai không có cột đầm riêng á, mấy bạn cột lộn xộn với nhau nên là bây giờ không có lên đơn, không có lên được nè. À, bóng tay làm hả? Rồi có gì à? Tại vì mai vẫn like, chỉ có nghỉ ngày chủ nhật thôi, chỉ có ngày nghỉ ngày buổi tối ngày chủ nhật thôi nha mọi người. Nên là có gì mọi người cứ buồn mọi người không có đi chơi lễ thì mọi người lên xem lựa hàng với Mai nha. Rồi ok Linh nè. Có gì sáng ngày mai tranh thủ lên đơn rồi soạn hàng đi luôn trong vòng ngày mai cho mình nha. Tranh thủ chứ bên lễ bên giao hàng vẫn nghỉ á mọi người. Lễ bên giao hàng nghỉ 2 ngày á. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nè.